Chị còn chưa ăn mà cuốn. Em đi được. Không phải em đâu. Chị nhờ em trông kẹo cho chị mà. Em hẳn để y nguyên như vậy kìa. Trang ơi, là em bảo. Cái gì đấy, bảo gì đấy em? Em có kẹo hubba bơ. Kẹo hubba á? Ừ, kẹo hubba xịn đấy. Thế em lấy tiền đâu ra mà mua được nhiều kẹo hubba thế? Hôm nay mẹ cho em tiền ăn sáng thì em mua kẹo, mua hết kẹo hubba. Trời ơi, em hư thế. Giống hệt chị cũng thế. Kẹo hubba. Ừ, em mua 3 quận giống nhau luôn. Giống hệt luôn nhỉ? Ừ, 3 quận nhỉ? Ừ, mẹ cho có mỗi 200 chẳng mua được có 3 quận nhỉ. Ơ, thế em đang học bài à? Vâng ạ. Thế chị cho em mượn bút này. Ừ, em học bài đây. Ừ, chị học gần xong rồi, chị vào làm một giấc đây. Mà này cút hả? Chị để kẹo ở đây trông hộ chị nhá. Ừ, em không lấy đâu, em trông rồi ạ. Đừng có mà lấy của chị ấy. Thế thằng của ai vậy? Ừ, may này em cũng có. Thôi, trông hộ chị nhá, chị đi ngủ giấc. Mình ăn hú bá được. Ui, ui ôi, ngon thế. Thơm thế. Đúng rồi, tiền nào của ấy. Ăn mà hơi đúng cách. Ơ, mình mới ăn có tí lại hết một hộp rồi. Mình ăn bằng cái chậm mà lấy hết nhanh nè. Thôi, mẹ thua chị hàng rồi, chị hàng 3 hộp, mình có 2 hộp rồi. Hay là mình ăn chị hàng đi cho còn 2 hộp bằng nhau nhỉ? Mình phải đổi lấy hộp này của chị cũng được. Chẳng thử chị đang ngủ một triệu không biết đâu. Lấy hộp này. Để hộp này chúng ta chắc chị không biết đâu. Chị vẫn lấy hộp 3 hộp mà. Đấy, thế mình để ở đây là 3 quận mới. Thế chị không biết đâu. Mới học bài chứ mới được. Em học xong chưa? Em đang học. Chị đang ngủ xong rồi á. Tại vì chị cũng đã học xong đâu. Quận hồ ba đã mới ngủ dậy rồi nào quận. Cô đây làm sao đấy? Dạ em không sao đâu, cứ như kiểu là bị cảm lạnh ấy. Ăn hộp này. Chị nhờ em trông kẹo cho chị mà. Em hẳn để y nguyên như vậy kìa. Cảm giác mà có chuyện vô lý thế được. Mình còn chưa ăn một tí nào mà ra đã hết một quận rồi. Đánh dấu kẹo hồ bà. Xong một quận. Ý. Mình chỉ đánh dấu mờ mờ này thôi. Em cuốn em không để ý đâu. Em chỉ để ý kẹo bên trong này thôi. Một quận. Xong hai quận hô ba đã được đánh dấu. À, để kẹo hô ba ở đây đi ngủ tiếp ơi. À, lại đi ngủ rồi à. Thì mình lại phải ăn tiếp được. Chị ngon hơn. Một thêm. Một thêm. Em lại ra đi học à? Chị tưởng em vừa cầm hô ba đi dấu rồi mà. Chị muốn đi ngủ tiếp á. Ừ. Hôm nay vẫn còn nặng. Cún, lại là bà em gì? Không, chị bảo. Chị bảo gì? Chị chỉ xem ba em xem có khác gì của chị không thôi. Không, thì chị lấy đây. Không, chị lấy gì? Chị có 3 quận mà đúng không? Đúng không? Thấy chị có vẫn có 3 quận đúng không? Đúng. Ừ, thế. Thế khác gì nhau? Chị không lấy đâu nha. Ừ, giống hệt nhau mà đúng không? Thế. Sao chị ơi?
Cô bảo em hư bà chị nè. Hóa ra em chính là thủ phạm. Vào gì chị? Chính em. Mồm em vẫn còn nhai kẹo của bà nhá. Mà trong khi nhá, em vẫn còn 3 hộp nguyên đây này. Sao chị em đổi hết cả kẹo của chị? Đúng không? Sao? Để chị đánh dấu đây này. Nhìn thấy chị chưa? Giờ 3 hộp này là của chị. 3 hộp ăn rồi là của em nhá. Cố nhá, từ sao em bỏ ngay cái kiểu ăn hô ba của người khác đi. Em cũng có mà sao lại ăn của chị? Xấu tính. Nhưng mà em ăn cái này hết rồi.